Thứ nhất là em thấy là tóc chị trước đây đã từng nhuộm rồi đúng không? Đúng rồi. Thứ hai nữa là ở nhà thì gội đầu xong chị có sấy khô không? Chị không, chị toàn để không nên là bị nhiều gầu á. Đâu em xem thử này, em quay sát gầu xem. Gầu đúng không? Đúng rồi. Nó bị ngứa không chị? Có, thỉnh thoảng buồn buồn. Thì chẳng buồn buồn người ngứa à? Đây này nó còn rất là gầu ấy chị ạ. Gãi ra nó bung nó rất là nhiều. Để chị xem bao nhiêu? Chị sinh năm 81. Xem 81. Em sẽ làm cho chị trẻ đó 5 tuổi được. Rồi em hỏi chị một chút là bây giờ như này, hôm nay chị mong muốn làm được cái gì nữa nào? Chị nhuộm cả ép. Em xem nào. Thế như này chị ạ. Em thì em thấy là cái tóc của chị bây giờ hiện tại nó đang bị về rất là gầu ấy. Nếu bây giờ mà chị mà nhuộm thì nó em nghĩ là sẽ dễ bị ảnh hưởng da đầu. Thì tóc ở trước mắt chị không nên nhuộm đâu. Cái thứ hai nữa là em nghĩ cái tóc này của chị nó cũng rất là dễ để cụp ấy. Thì tạm thời em cắt trước cho chị xem đấy nhá. Xem nó như nào, tại vì là bây giờ nếu mà em nhuộm chị cũng được thôi. Nhưng mà em sợ nó đang ảnh hưởng về cái da đầu của chị thì không nên. Chị để xong thời gian nữa chị thấy nó đỡ thì chị nhuộm sau nhá. Thì hôm nay chị muốn cắt ngắn tới tầm nào? Bây giờ thì tầm này cũng được. Chị cắt tầm này. Cắt tầm này đúng không? Em muốn hỏi một chút là khi mà chị cắt tóc ấy, chị mong muốn thay đổi cái điều gì nhất trên gương mặt của mình? Phụ nữ thì ai cũng thích được trẻ hơn. Trẻ. Thì đương nhiên rồi, trẻ rồi, còn cái gì nữa? Chắc chắn là sẽ là xinh hơn. Xinh hơn. Thế là hai chị em đi đường bị gặp mưa gió à? Đúng rồi, mưa từ nhà luôn. Thế là tại em thấy là đi cùng mấy người đi mà? Không, có anh kia là tức là xuống đến đây rồi không tìm mãi không được đường. Anh là ai ạ? Anh là bạn của cô em ấy. Ở ngoài Hà Nội được luôn? Ở dưới Mê Linh luôn. Dạ. Thế chị đi từ đâu qua đây? Chị đi từ Mê Linh, từ Tam Đồng Mê Linh qua đây. Em hỏi một chút là lý do tại sao hôm nay chị muốn qua đây chị hiến tóc như này? Tại chị thấy ở trên salon của mình ấy làm dạ. nhiều chương trình về hiến tóc cho bệnh nhân ca á. Dạ. Là chị cũng có nguyện vọng như thế. Con gái chị nó cũng thích, nhưng mà hôm nay mưa quá không đi được. Vừa chị vừa bảo bây giờ công việc trước đây chị ở nhà chị làm gì? Chị đi chợ bán rau. À. Bây giờ? Bây giờ thì chị đang mở quán trà sữa. Bán trà sữa ở nhà? À, đúng rồi. Giỏi thế. Đấy, thì bây giờ em cắt cho chị tới tầm này nhá. Nhá, thì chị yêu cầu gì nữa không? Dạ, còn mình. Dạ. Dạ, dạ, vâng. Chị đơn giản lắm. Dạ. Chị xuống đến salon ấy thì chị thấy tư vấn thì rất là nhiệt tình, đưa ra những cái có nghĩa là phù hợp với cả người đi làm, cũng chuyên viên, cũng là chuyên nghiệp. Các bạn rất nhiệt tình nữa. Chị rất là hài lòng có một mái tóc mới lạ như thế này.